Mà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học chữ đầu tiên của bài ngày hôm nay nhé. Chữ đầu tiên mình sẽ học đó là chữ lưỡng hoặc là chữ lượng. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây đúng không? À, chữ lưỡng hay chữ lượng này chúng ta từng gặp trong những cái câu, những cái từ chữ Hán. Ví dụ như là ryosin là bố mẹ này, hay là ryoho là cả hai phía. Thế thì cái chữ lượng và chữ lưỡng này sẽ có ý nghĩa là cả hai đồng thời như vậy. Thế thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau viết qua chữ này xem thứ tự các nét nó ra làm sao. Sau đó thì mình sẽ giải thích về cách nhớ của chữ Hán này nhé. Đây, chúng ta đây đúng không? À, chữ này thì trước tiên mình sẽ nhìn qua một chút âm cân, tức là cái âm đứng một mình khi mà nó không có từ khác đúng không? Thì nó sẽ không có. Và khi mà đứng ghép với những chữ Hán khác thì nó sẽ đọc là ryo. Ok? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau viết chữ này nhé. Đầu tiên là nét thứ nhất này. Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét và sáu nét. Rất là dễ đúng không nào? Thế thì khi nhìn vào chữ này chúng ta vẫn tưởng tượng nghĩa là cả hai này, nghĩa là cả hai. Thế thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng ở trên đường phố của Việt Nam của mình đúng không? Đường phố Hà Nội, đặc biệt đường phố Hà Nội thì hay có những cái cô gái gánh hàng rong đúng không? Chúng ta sẽ nhìn ảnh ở đây nhá. Hay có những cô gái gánh hàng rong và chúng ta thấy đây giống như là gì nhỉ? Trên vai và hai vai của họ thì gánh hai gánh hàng rong, nghĩa là song song cả hai bên như vậy. Đó là chữ lưỡng và chữ lượng của chúng ta. Ok, và trên này thì mình với mỗi chữ đúng không? Thì trên này chúng ta sẽ có một phần đó là để viết chữ Hán. À, thế thì cái phần này vì là dạy ở trên clip nên mình sẽ không viết từng chữ một cho chúng ta, mà thay vào đó thì các bạn sẽ ngồi tự viết nhé. Ngồi tự viết và chúng ta sẽ cùng bước ngay vào phần ví dụ để xem là những chữ Hán xuất phát từ những chữ Hán này thì nó có những chữ gì, và cùng nhau đọc luôn nhé. Chị nhỉ? Chữ đầu tiên của chúng ta nhá. Mình sẽ xem chữ đầu tiên của chúng ta này. Chữ gì bây giờ? Nani nani ga doi o suru. Vừa nãy trong phần ví dụ mình nói ra đúng không? Chúng ta từng nói qua từ này rồi. Chữ lưỡng và chữ phương này chúng ta sẽ đọc là điều hộ. Điều hộ nè. Điều hộ. Ok, điều hộ ga doi suru. Điều hộ nghĩa là cả hai đúng không? Cả hai thì doi nghĩa là đồng ý. Có vẻ như hơi bé nhỉ, mình sẽ để cho nó to hơn một chút nhé. Ok, được chưa nhỉ? Rất là to rồi đúng không? Điều hô ga doi o suru. Cả hai cùng đồng ý chữ đồng và chữ ý. Được chưa nhỉ? Câu số 2 chúng ta cùng nhìn qua nhé. Chữ Hán này là chữ Hán gì nhỉ? Trong N3 học rồi đúng không? Hazukashikute. Ok, hazukashikute. Chữ lưỡng và chữ tay đúng không? Chữ thủ đúng không? De, ano, kao. Chữ Hán này đọc được không? Kakushita. Được nhỉ? Kakushita. Kakusu, động từ kakusu có nghĩa là giấu. Giấu cái gì? Giấu mặt. Bây chúng ta sẽ nhìn câu này nhá, chia làm hai vế đúng không? Vì rất là xấu hổ, hazukashikute, nên là làm sao? Nên là mình giấu mặt, mình che mặt bằng cả gì? Ryote ne, ryote, bằng cả hai tay. Ok, đó là chữ số 2 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sang câu số 3. Shigoto to kaji, chữ này đọc là kaji nhá. Đừng nhìn nhầm kiểu thành kazoku nhá. Kaji o chấm chấm saseru. Chữ lưỡng và chữ lập đúng không? Chúng ta đọc chữ này là, chữ này chỉ có một âm ghép là ryo thôi. Ryo gì nhỉ? Ryo ritsu. Được chưa? Ryo ritsu. Shigoto là công việc, kaji là việc nhà. Ồ, ryo ritsu suru là gì nhỉ? Mình hoàn thành song song, mình làm cả hai đúng không? Mình làm song song, mình hoàn thành cả hai công việc. Thứ nhất là việc gì nhỉ? Công việc của bản thân mình, và thứ hai là việc nhà. Đây là đang nói những cái bà vợ đúng không? Vừa làm việc nước, vừa giỏi việc nhà chẳng hạn đúng không? Đó là ryo ritsu suru nhá, ryo ritsu saseru. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta đã xong từ đầu tiên rồi đấy. Mọi người thấy sao? Dễ đúng không? Và trong như thế này này. Giống như là từ kinh nghiệm của mình dạy rất là nhiều khóa N2, N3 hay là cả trong những lớp online của N3 cũng thế. Thì các bạn thường hay hỏi mình là với một chữ Hán thì em phải học âm ôn, âm cân như thế nào. Thế thì mình sẽ nói luôn này. Với mỗi chữ Hán thì mình sẽ không khuyến khích các bạn học âm ôn, âm cân của nó đâu. Học theo từng ví dụ. Vì viết chữ ryo ra này, xong rồi chữ này thì âm ôn là thế này, chữ này âm cân là thế kia. Không có, không yêu cầu như thế. Mà mình yêu cầu là các bạn nhớ cho mình theo những cái từ ví dụ ở đây. Ví dụ các bạn sẽ nhớ mình chữ ryo hộ, ok, hay là ryo tệ, và ba là ryo ritsu. Đây đều là những từ mà bọn mình đã lấy ra từ trong những cái từ vựng nằm trong list, nằm trong giới hạn của N2. Nên các bạn cứ yên tâm học chữ Hán theo kiểu này thì sẽ rất là dễ nhớ và gì nhỉ, nhớ được lâu hơn nhá, đặc biệt là biết được thêm nhiều từ vựng nữa, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ sang từ thứ hai nhá. Được chưa nhỉ? Rồi mình sẽ cùng nhau nhìn từ số 2.
Âm Hán Việt thì có những từ mà chúng ta để ý này, nó vừa là giữ vừa là dự đúng không? Thì cái này không quá quan trọng đâu mọi người ạ, bởi vì là trong mỗi từ điển nó sẽ phiên âm ra khác nhau, nên là mình đợt này mình sẽ cho cả hai từ vào đây. Thế nên là không cần quá quan trọng làm gì nhá. Biết từ này là từ dự hoặc từ giữ là được rồi. Âm cơn tức là khi nó đứng một mình, là động từ nó sẽ có một từ là atairu. Atairu là ban tặng này, cung cấp này, hay là thậm chí có từ ekyo atairu. Ekyo atairu, higai atairu có nghĩa là gây ảnh hưởng hay là gì đấy, gây ra những cái thiệt hại. Tức là một cái hành động xuất phát từ một phía nào đó cho một phía khác đúng không? Đó là atairu. Và chữ này nhớ này, khi mà đứng ghép với các chữ Hán khác thì nó đọc một âm thôi, là chữ yo. Yo không có trường âm nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau viết chữ Hán này nhá. Chữ này rất đơn giản thôi, một nét, hai nét. Wow, nhìn rất là đẹp đúng không? Ba nét, đó là chữ atairu của chúng ta. Thế cái chữ này thì mình sẽ làm sao để nhớ được? Các bạn nhìn chữ này giống cái gì nhỉ? Giống như hình người đúng không? Hình người mà bên chỗ này nhá, đây là tay này, còn đây là gì đây? Đây là hình chân á, hình chân quỳ xuống đúng không? Đây là kiểu cái đỡ đúng không? Khi mà mình ban tặng cái gì cho ai, mình hay là mình gì nhỉ, mình có như kiểu hành động mình đưa gì cho ai đó, mình hay cúi như này đúng không? Mà tức là gì, tưởng tượng cho nó giống người. Thực ra chữ này rất là dễ nhớ, nên là các bạn nhớ cho mình nhá. Và nếu mà bạn nào muốn nhớ thì sẽ nhớ cái kiểu hình tượng là một người nào đó cúi chân xuống xong rồi đưa cái gì cho đó cho ai đó, đó là từ atairu của chúng ta nhá. Và chúng ta sẽ, như vừa nãy mình nói rồi, chúng ta sẽ bước ngay vào phần bài tập để không làm mất thời gian lâu nhá. Những bạn nào mà muốn gì nhỉ, muốn thực hành viết thì cứ nhớ cầm giấy bút ra ngồi viết viết nhá. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhá. Đầu tiên đó là câu gì đây nhỉ? Kodomo ni omochao. Cái gì đây? Chữ này dễ rồi, vừa nãy đọc âm cân của chúng ta đúng không? Đó là atairu. Nét chữ nó hơi bị kỳ quặc đúng không? Atairu. Động từ atairu sẽ nghĩa là gì nhỉ? Tặng hay đưa cho gì nhỉ? Đưa cho đứa trẻ con hay đưa cho con tôi gì đấy? Cái omocha là cái đồ chơi. Đó, câu số 2, câu số 4 nha. Tiếp theo, chỗ này chúng ta câu này đọc là gì nhỉ? Thực ra có mấy cái ví dụ bên này nữa, nhưng mà mình cùng làm luôn chỗ này xong rồi sang bên kia nhá. Số 8 đúng không? Chỗ này đọc là gì nhỉ? Chỗ này là ju. Ju ですね. Ju gì nhỉ? Ju yo. Chữ này đọc một mình là yo ですね. Juyo shiki. Juyo shiki ですね. Juyo shiki có nghĩa là một lễ ban tặng, ban thưởng gì đó. Nghi lễ ban tặng, ban thưởng nhá. Và cuối cùng, bạn nào mà bên Nhật mà am hiểu về chính trị của Nhật Bản sẽ thấy câu này không hề khó một chút nào. Đó là cái gì nhỉ? Chữ này chữ đảng đúng không? Thực ra hơi bị lộn một chút, tí nữa chúng ta sẽ học từ đảng sau nhá. Chữ này đọc là yo. Biết cái từ này khi mà ghép âm Hán khác đều đọc là yo đúng không? Còn chữ này nếu mà chưa biết thì nhìn bên này có rồi đúng không? Yoto. Yoto to yato ga taiditsu. Chữ này đọc là taiditsu nhá. Taiditsu. Taiditsu là đối đầu nhau. Thì câu này mình sẽ có nghĩa là gì đây nhỉ? Yoto nghĩa là một cái đảng chính đảng, đảng cầm quyền đúng không nhỉ? Còn yato những đảng phái khác, những đảng đối lập. Đảng cầm quyền và những đảng đối lập thì luôn luôn là gì đấy? Nó đối đầu nhau. Đó là câu này của chúng ta nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm nốt hai cái ví dụ còn lại của cái từ dự và từ giữ này trong này nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu này này. Chữ này sẽ mọi người sẽ đọc là gì đấy? C gì nhỉ? C tô. C tô là gì nhỉ? C tô bằng với từ gạc C đấy, đó là học sinh đúng không? C tô ni kadai. Kadai phải không nào? Kadai o làm sao đây rồi? Bây giờ nhỉ? Câu này cũng là atairu, được chưa? Cái này thì không phải là ban cho nữa mà là gì nhỉ? Mình giao cho nhỉ? Tức là một hành động xuất phát từ phía mình đúng không? Giao cho ai? Giao cho học sinh cái gì nhỉ? Cái bài tập đấy nhỉ? Một cái bài tập nào đó. Và cuối cùng chúng ta có câu này. Câu này đọc là gì đấy? Mọi người đọc được không? Thứ nhất nhá. Chữ này đọc là gì nhỉ? I Si. Chữ quyết định nào? Nờ vào rồi đúng không? Kete. I si kete ni. Chữ quan và chữ dự nào? Đọc là gì đây? Chữ này đọc là Can đúng không nhỉ? Can yo suru. Can yo suru là gì nhỉ? Mình tham gia đúng không? Mình tham gia vào việc gì đấy? Việc quyết định ý chí đấy đúng không? Hay gọi là gì nhỉ? Mình tham gia vào được việc đưa ra quyết định nhá. Được đưa ra quyết định làm một cái việc gì đó. Ok chưa nhỉ? Đó là ishi kete ni can yo suru.
Ok, như vậy chúng ta đã xong từ số 2 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước từ số 3 nằm trong bộ nhất của ngày hôm nay nhé. Hay, và chúng ta sẽ sang từ số 3 nằm trong bộ nhất của ngày hôm nay. Đó là chữ có âm Hán Việt là tịnh. Chữ này thì nhìn qua các bạn đã tưởng tượng ra rồi đúng không? Đó là chữ gì nhỉ? Chữ mà chúng ta gặp rất là nhiều đó là narabu, naraberu, là xếp hàng, sắp xếp đúng không? Thì trước tiên nó sẽ có những cái âm cưng như sau. Đó là narabu là nani nani ga narabu. Ví dụ ai đó xếp hàng hay cái gì đó được xếp thành hàng đúng không? Naraberu sẽ là ố naraberu. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Mình xếp hàng, xếp cái gì đó lại. Tiếp theo là nami. Nami và narabini, hai từ này thì có nghĩa là gì thì nữa vào ví dụ cụ thể mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đó là nami và narabini. Và cuối cùng âm khi mà đứng ghép với nó sẽ chúng ta có từ đọc là gì nhỉ? He. Ok. Và các bạn nhìn nhá, nhìn cho mình. Chữ này thì có 8 nét đúng không nhỉ? Cùng nhau viết nào. 1 2 3 4 5. Xin lỗi. 5 đúng không? 6 7 8. Thế thì cái chữ này làm sao mà nhớ được thì rất là dễ nhớ rồi vì đã quen gặp rồi đúng không? Các bạn nhìn cho mình nhá. Đây là số mấy nhỉ? Đây là số mấy? Số 2 đúng không? Trên này có mấy người? Tương tự như 4 người đúng không? 4 người xếp thành hai hàng, đó là chữ Hán của chúng ta nhá. Rồi và chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập luôn phần này cho mình nhá. Ok, chúng ta sẽ bước vào phần bài tập để xem từ đầu tiên trong bài ngày hôm nay sẽ có những ví dụ gì mọi người nhá. Thực ra nhìn qua thì rất là dễ rồi đúng không nhỉ? Chúng ta cùng nhìn này. Kado ichi ichi desu ni naraberu đúng không nào? Chữ này là naraberu nhá. Naraberu. Ok chưa nhỉ? Naraberu là thạo từ là mình xếp sắp đúng không? Sắp xếp cái gì nhỉ? Cái kado, những cái thẻ vào thành một hàng, ichi desu đúng nhỉ? Hay, và câu số 2 thì cũng tương tự như gần giống câu bên trên nhưng mà nó thay bằng cái chữ này không phải là naraberu nữa mà là gì nhỉ mọi người nhỉ? Cùng nhau đọc nhá. Narabu đúng không nào? Narabu. Narabu là gì nhỉ? Chữ này sẽ là tự động từ mọi người nhá, tức là thể hiện rằng gì nhỉ? Chanto desu ni narabu là gì nhỉ? Xếp ngay ngắn vào hàng, xếp cẩn thận vào hàng nhá, xếp ngay ngắn vào hàng. Ok, hai câu rất là dễ đúng không? Và cuối cùng chúng ta có một câu rất là hay này. Seiko shite nara, đúng chưa? Seiko, chữ này chữ seiko đúng không nào? Seiko là gì nhỉ mọi người nhỉ? Seiko là gì? Seiko là thành công ạ. Đúng rồi, từ này chúng ta học rất là nhiều trong N3 rồi đúng không nhỉ? Và thực ra cái từ này chẳng cần phải học luôn ngay từ những ngày đầu tiên nếu mà chúng ta muốn thành công luôn nhá. Seiko shite nara, chữ này nani nani ni ijo no doruku o shiro. Cái doruku này là gì nhỉ? Doruku là nỗ lực đúng không nào? Nỗ lực bây giờ nhá, chúng ta có một từ này, từ mới này, mọi người ghi vào cho cô nhá. Hitonami. Hitonami. Hitonami ijo no doruku o shiro. Bây giờ mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của từ hitonami này nhá. Hitonami chúng ta ghi vào luôn này, có nghĩa là ở mức độ giống như bao người bình thường khác. Cái từ nami là đứng ngang tầm những người bình thường, mình hiểu như vậy nhá. Thì cả cái cụm này hitonami thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Ở mức độ giống như những người bình thường khác. Ijo là hơn đúng không? Ijo là hơn này. Thế bây giờ mình sẽ ghi câu này nhá. Seiko shite nara, nếu như mày muốn thành công á thì gì đấy? Thì hãy nỗ lực trên mức những người bình thường, đấy nhỉ? Trên mức những người khác. Thế thì sẽ có một vài từ mà nó ghép được với từ nami, rất nhiều từ khác, nhưng ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ về một từ này nhé. Ví dụ cái từ này chắc là chúng ta biết rồi đúng không? Từ này đọc là gì nhỉ Dũng nhỉ? Thấy Dũng nhỉ? Seiken. Đúng rồi, seiken rồi chứ nhỉ? Seiken nó sẽ ghép với từ thành từ gì nhỉ? Seiken nami. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có một từ là seiken nami, cũng giống với từ hitonami, ở mức độ giống như bao người bình thường khác, nhớ nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã xong ví dụ của phần chữ nami. Erabu, eraberu đúng không nhỉ? Hay, và chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo nhé. Ok, trong bộ chủ này chúng ta sẽ học chữ tính. Và trước khi nói về chữ tính thì mình sẽ nói về ý nghĩa của bộ chủ đúng không? Bộ chủ thì đơn thuần nó chỉ là một cái nét chấm như thế này này. Và những cái chữ Hán nào mà nó có bộ chủ như này chúng ta thường mang ý nghĩa là gì nhỉ? Cái bộ chủ nó sẽ có ý nghĩa là gì nhỉ? Thể hiện một cái dấu chấm gì đó, một cái tín hiệu gì đó đúng không? Thế thì bây giờ trong chữ này thì nó sẽ thể hiện cái gì, các bạn cùng nhìn nhá. Chữ tính này, chữ này các bạn đã bao giờ nhìn thấy chưa nhỉ? Đặc biệt những bạn bên Nhật đúng không? Đã bao giờ các bạn đi ăn gì nhỉ? Ăn những cái loại dong chưa? Dong này, trong donburi này vân vân đúng không? Hay là oyakodon, thêm dong vân vân. Đó là những gì nhỉ? Những món, những bát cơm đúng không? Bát cơm để trong cái những cái bát rất là to ở bên trên, nó có thể chất rất là nhiều thứ, ví dụ như là thịt này hay là tempura vân vân. Thế thì khi mà học chữ Hán này thì chúng ta sẽ để ý âm cưng của nó nhân đọc là donburi. Dong là chỉ cái bát đúng nhỉ? Và âm ồn thì không có, tức là khi đứng một mình nó sẽ không có đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ nhìn chữ này cho mình nhá. Chữ này chúng ta sẽ cùng nhau viết này. 1 nét, 2 nét,
3 nét và 4 nét. Thế bây giờ các bạn sẽ nhìn ngay trên màn hình cho mình, đây là một bát gì nhỉ? Bát oyakodon ですね. Thì mọi người nhìn có thấy giống cái hình chữ này không? Thực ra cái chữ Hán này đúng không? Nó là mô phỏng của hình một cái bát đúng không? Và ở giữa cái dấu chấm này, ở giữa là một dấu chấm. Cái chấm này chỉ là gì nhỉ? Chỉ chính là cái quả trứng mà nó chất ở bên trên gì nhỉ? Ở trên bát đấy. Thì mình tưởng tượng đây là bát cơm mà bên trên nó có chất một cái gì đó nhá, ở giữa có chất cái gì đó. Đó chính là chữ tính, chữ donburi của chúng ta đúng không? Và phần này rất là dễ, chúng ta sẽ bước ngay vào phần ví dụ của nó nhá. Hay, và chúng ta sẽ bước vào phần ví dụ của phần này nhá. Chúng ta cùng nhìn này. Câu đầu tiên này, mọi người đọc được không? Nếu mà bỏ qua chữ đông mà chúng ta vừa mới học thì mọi người đọc chữ này không nhỉ? Chữ bố mẹ và con cái nào? Mình sẽ đọc là oyakodon. Đúng rồi, oyakodon. Oyakodon. Oyakodon là món gì thì các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình chúng ta một bức ảnh ở đây thể hiện là món oyakodon của mình đúng không? Và trong câu này người ta cũng giải thích cho mình luôn rồi đấy. Oyakodon wa toriniku to tamago de tsukurareru. Chữ này đọc là gì? Đúng rồi, mình sẽ đọc là donburi. Donburi nhá. Được chưa nhỉ? Donburi. Oyakodon wa toriniku to tamago de tsukurareru donburi da. Thế thì đọc câu này chúng ta đã hiểu tại sao cái từ oyakodon có cái tên là món cơm, bát cơm của bố mẹ con cái. Vì sao nhỉ? Vì đây là một cái loại cơm mà gì nhỉ? Nó được làm từ gì đấy? Toriniku là thịt gà đúng không? Và tiếp theo là tamago là là quả trứng đúng không nhỉ? Thịt gà và quả trứng kiểu như là bố mẹ là gà còn trứng là con cái đấy nhá. Oyakodon wa toriniku to tamago de tsukurareru donburi da. Tiếp theo này, tiếp theo trong câu này chúng ta có một từ tiếp theo cũng là nói về một loại don nữa, nhưng mà chữ này sẽ đọc là temdon. Temdon nhá. Temdon no tempura dake taberu. Món temdon là món gì thì lại nhìn trên màn hình chúng ta sẽ nhận ra luôn đúng không? Là món cơm mà ở bên trên nó có chất gì nhỉ? Chất những cái tempura, cho những cái tempura là những cái loại rau củ hay là những cái đồ rán bằng tẩm bột đúng không nhỉ? Tôi chỉ ăn mỗi cái gì nhỉ? Cái tempura nó chất ở bên trên cái gì đấy, trên cái món temdon này. Nhá, được chưa nhỉ? Hay, và chúng ta sẽ bước sang từ tiếp theo nhá. Chữ tiếp theo của bài ngày hôm nay đó là chữ gì nhỉ? Chữ này thì sẽ nằm trong bộ ất nhé mọi người nhá. Từ chữ này chúng ta sẽ bắt đầu học về chữ ất. Chữ ất này thì sẽ có ý nghĩa gì nhỉ? Hay, chữ ất này thì mang ý nghĩa là thường hay chỉ số 2 này, hay là chỉ những cái loài chim én. Thực ra thì mình sẽ nói về nghĩa của bộ như vậy. Thì nếu như có cái bộ nào mà nó có mang ý nghĩa mà giúp ích cho chúng ta trong quá trình học thì rất là tốt. Còn nếu không thì các bạn không cần phải để ý quá làm gì nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau học chữ đầu tiên trong bộ ất này, đó là chữ can hoặc chữ càng. Cái nào cũng được nhá. Trước tiên thì mình sẽ cùng nhau nhìn cách viết và học qua cách nhớ của nó. Ok. Ok, chúng ta sẽ nhìn vào chữ này nhá. Chữ này có tổng cộng là 11 nét cho mình nhá, 11 nét. Đầu tiên bên này chúng ta nhìn thấy gì nhỉ? Quen không mọi người? Cái chữ này là quen không? Trong chữ gì đây nhỉ? Bên trên là thập, bên dưới là nhật, giữa là nhật và cuối cùng là chữ gì nhỉ? Chữ thập đúng không? Trong chữ asa đúng không nhỉ? Asa là buổi sớm, buổi sáng nhá. Và bên này. Bên này thì là một từ rất là đặc biệt, bộ ất của chúng ta đây. Số nét số 11 nhá. Bên này là một từ rất là đặc biệt, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, mình sẽ giới thiệu các bạn một từ này này. Đó là từ gì nhỉ? Đố bạn nào đọc vào chữ này nhá. Chữ gì đây? Chữ này đọc là monogoi. Monogoi là chỉ những người ăn xin đúng không? Chỉ những người ăn xin. Thế thì chữ can và chữ càn này có ý nghĩa gì mà nó xuất phát từ một chữ ghép của hai cái, một là gì nhỉ? Buổi sáng và hai là người ăn xin. Chữ can và chữ càn này chúng ta sẽ gặp trong những cái từ ví dụ kawaku. Kawaku là gá, kawaku là khô, một cái gì đó khô đúng không? Còn kawakasu là ố, kawakasu sẽ là làm khô. Và âm ghép của nó sẽ là can. Thì không nói nhiều nữa đúng không? Chữ này nghĩa là mang ý nghĩa là khô. Thế bây giờ người ăn xin đúng không? Thường sẽ ngủ vào qua đêm ở ngoài đường. Thế là buổi đêm thì ướt đẫn sương đêm. Và ngày hôm sau khi sáng dậy, khi nắng lên thì gì đây? Nắng chiếu vào người thì là người khô lại. Kawakimasu ne. Đấy nhỉ? Người ăn xin vào buổi sáng thì người quần áo khô lại. Được chưa nhỉ? Đó. Khi mà nghe câu chuyện như thế thì nghe có vẻ là hơi bị buồn cười một chút, nhưng mà mình tin chắc là nếu bây giờ các bạn thử nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái câu chuyện đấy, buổi sáng người ăn xin tỉnh dậy và khô quần áo thì chắc là sẽ nhớ được một từ này luôn đấy. Đầu tiên là asa đúng không, một nửa chữ asa và đằng sau là chữ monogoi rất là dễ nhớ đúng không, bên trên một nét nhân và bên dưới là chữ ất đúng nhỉ, bộ ất đấy. Đó là chữ kawaku và kawakasu nhá. Âm ghép của nó là gì nhỉ, nhớ không? Đó là kan đúng không nào, kan. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau vào phần bài tập. Rồi, lần này viết rất là chuẩn đúng không? Đầu tiên này,
洗濯物 là những đồ giặt đúng không? Thì gì đây nhỉ? Dễ rồi, vừa nãy vừa mới nói đúng không? Cá. Kawaku. Nhớ nhá, kawaku thì phải là gá kawaku, được chưa nhỉ? Những cái đồ quần áo mang đi giặt thì nó gì nhỉ? Nó khô lại đúng không? Nó khô lại. Tiếp theo này, chữ Hán đọc là gì đây nhỉ? Cái gì của chúng ta đây? Kami đúng không? Kami o doraya de gì nhỉ? Chữ Hán nào? Kawakasu, đúng rồi, kawakasu. Dòng sông khô đúng không? Kawa là dòng sông mà, nhớ âm đọc của nó dòng sông khô. Được chưa nhỉ? Kawakasu nhá. Kawakasu là làm khô. Làm khô thì chúng ta phải tìm làm khô cái gì? Làm khô cái ố ấy này, được chưa nhỉ? Làm khô tóc bằng gì? Chỉ có thể làm bằng khô tóc bằng cái gì nhỉ? Doraya chính là máy sấy tóc nhá, làm khô tóc bằng máy sấy tóc hay sấy tóc bằng máy sấy tóc, được chưa nhỉ? Và cuối cùng chúng ta có một từ là gì nhỉ? Kanpai, được chưa nhỉ? Kanpai là gì nhỉ? Kanpai là cạn đúng không? Kanpai là cạn ly. Kanpai, cạn ly, được chưa nhỉ? Kanpai. Kanpai suru là gì nhỉ? Uống cạn ly đúng không? Và trong phần này thì mọi người nhớ thêm cho mình một cái từ này nữa nhá, mà mình thấy có lẽ là cũng khá là cần thiết trong N2, đó là từ này. Cùng nhau đọc thử xem nào. À chứ. Đây đúng không? Chữ Hán này đọc được không nhỉ? Chữ Hán này đọc được không? Ví dụ. Fuyū no toki hada ga yoku kansō shiteimasu. Đúng rồi, chữ Hán này đọc sẽ đọc là gì đây? Kansō nè. Kansō suru nghĩa là khô nhá. Kansō suru bằng với từ kawaku. Ok, đó là toàn bộ những cái từ ví dụ nằm trong chữ kan của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang từ tiếp theo, đó là gì? Đây chính là bộ ất của chúng ta. Được chưa? Đây chính là bộ ất của chúng ta. Và bên này nó là chữ gì đấy nhỉ? Nhìn qua chữ gì đây? Lưỡi đúng không? Lưỡi. Trước tiên thì mình sẽ cùng nhau viết qua chữ Hán này xem thứ tự của nó ra làm sao nhá. Chắc các bạn cũng nhìn thấy rồi đúng không? Chúng ta sẽ có mấy nét bây giờ nhỉ? 7 nét đúng không? Bên này là 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét và 6 nét. Cuối cùng là chữ nét ất đúng không? Bộ ất đúng không nhỉ? Và chữ Hán này thì nó có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhìn qua nó qua âm ôn và âm cưng của chúng ta nhá. Thứ nhất âm cưng này, midareru. Midareru là ga midareru, ví dụ như là lộn xộn, lung tung, hết cả lên nhỉ. Còn midasu sẽ là ố midasu, có nghĩa là gì nhỉ? Mình làm cho nó rối tung, rối bời hết cả lên, được chưa nhỉ? Và cuối cùng khi mà nó ghép với những từ khác nó sẽ đọc là ran. Nhớ từ ran cho mình nhá. Rồi, thế midareru và midasu có nghĩa là loạn. Loạn thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng như sau. Các bạn sẽ nhìn cho mình chữ này nhá. Thực ra thì hồi mà còn dạy N3 thì mình có hay nói với các bạn cái nét này này. Nếu mà bạn nào mà nhớ cái từ này cho mình á. Đây. Từ này cho mình thì các bạn sẽ hình dung ra được. Cái đợt ý chữ này chữ sữa đúng không? Sữa chi chi đúng không nhỉ? Ti ti của mẹ á. Đấy, thì bên này là đứa trẻ con đúng không? Đây. Chữ cô đúng không? Đây đứa trẻ con thì bên này giống như cái ti của mẹ á. Ti của mẹ đứa trẻ con lúc nào cũng áp mặt vào cái ti của mẹ để uống sữa đúng không nhỉ? Thì đó là chữ chi chi ngày xưa mình có dạy các bạn. Thì bây giờ từ xuất phát từ cái chữ đấy mình sẽ hiểu cái chữ này cũng giống như cái ti của một bà vợ hay của một bà con gái nào đấy đúng không? Và bên này là cái gì nhỉ? Cái này chúng ta chắc là phải quen rồi chứ nhỉ? Cái gì đây? Cái lưỡi đúng không nào? Lưỡi mà lúc nào cũng cái từ này thôi. Hình tượng ra nó hơi bị kinh dị một chút đúng không? Lưỡi mà lúc nào cái kẻ làm loạn đúng không? Là kẻ lúc nào mà lưỡi cũng gì nhỉ? Chỉ trực để đi liếm ti của phụ nữ, đó là cái chữ loạn này nhá. À, được chưa? Bình thường nếu mà không chạm lưỡi vào ti sẽ không loạn đúng không? Nhưng bây giờ chạm vào rồi thì sẽ là loạn nhá. Ok, đó là chữ midareru và midasu của chúng ta. Ok, bây giờ nhắm mắt vào và tưởng tượng xem có viết được ra chữ midareru nào nhá. Ok, nhắm mắt vào nào. Thứ nhất, bên trái là cái gì nhỉ? Cái lưỡi đúng nào? Shita đúng không? Và bên kia là gì nhỉ? Là cái hình dung là cái ti nào? Cái ti của người phụ nữ đúng không? Đấy, đó là chúng ta sẽ nhớ ngay được chữ midareru và midasu. Ok, và mình sẽ cùng nhau bước vào phần bài tập của ngày hôm nay. Chữ đầu tiên là gì nhỉ? Neoki, nó viết cho mình rồi đúng không? Neoki de kami. Kami ga gì đây? Mi da reteiru, được chưa? Midareteiru. Neoki de khi mà lúc mà vừa ngủ dậy đúng không? Vừa ngủ dậy thì gì đây? Kami, tóc này. Tóc midareteiru, tóc gì nhỉ? Loạn nào, tóc lộn xộn, rối hết cả lên, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có câu số 2 này. Kei kan o gì nhỉ? Nào, mi
Midasu, đúng rồi, midasu. Kekang là cảnh quan đúng không? Cảnh quan. Ô midasu. À kekang ô midasu có nghĩa là mình làm loạn cái khung cảnh ấy nhá. Midasu đó là tạm từ của chúng ta. Tiếp theo. Atama no naka ga gì? Chưa đọc được không? Chữ này chữ đông đúng không? Chữ này chữ loạn đúng không? Sẽ đọc là thứ nhất là chữ đằng sau mình sẽ nhớ được cái chữ này đọc là gì nhỉ? Ran đúng nhỉ? Vừa nãy vừa mình nói đúng không? Ran. Còn đây đọc là konran. Konran shitete nani ga nanda ka? À nani ga nanda ga wakaranai. Câu này mình sẽ dịch là gì đấy nhỉ? Vì trong đầu bây giờ rất là konran, nghĩa là hỗn loạn, thế nên là mình chẳng biết được, wakaranai, chẳng biết cái gì nó là cái gì, được chưa nhỉ? Hay và cuối cùng, tokke no kate ni gì nhỉ? Chứ này tokke đúng không? Tokke là đặc quyền, kate ni là gì nhỉ? Tự tiện tùy ý, được chưa nhỉ? Tự tiện tùy ý. Và cuối cùng là chữ loạn và chữ dụng nào? Ran gì? Ran gì? Chữ này học N3 rồi nào? Ran yo suru, né? Ran yo suru có nghĩa là mình lạm dụng, mình gì nhỉ? Tự ý lạm dụng hay là gì nhỉ? Tự ý lạm dụng cái đặc quyền nhá, lạm dụng đặc quyền. Đó là chữ loạn của chúng ta. Hình như chúng ta đã sang một bộ khác rồi đấy mọi người. Chúng ta bước sang bộ bát. Các bạn nhìn thấy bộ bát đây không? Đấy, bộ bát đây. Mình sẽ phóng to chữ lên để chúng ta cùng nhìn nhá. Hay. Chữ kiêm của chúng ta thì có nghĩa là gì bây giờ nhỉ? Chữ kiêm này có nghĩa là song song, có nghĩa là nhân dịp. Tức là mượn cái dịp này, nhân cái dịp này thì chúng ta cùng đồng thời làm cái kia. Tức là thể hiện những cái sự đồng thời với nhau nhá. Thế bây giờ cùng nhau viết chữ Hán đã, xong rồi mình sẽ gì nhỉ? Sẽ nói về cách nhớ của từ này nhá. Kaneru. Rồi. Có 10 nhé tất cả đúng không? Có 10 nhé. 1 này, 2 này, 3 này. Cảm giác giống như ông đồ đang viết chữ đúng không? 4 5. Cứ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhá. 6 7 8 9 10. Rồi, thì cái chữ này kaneru mình vừa mới nói là gì nhỉ? Song song hay là gì nhỉ? Mượn cái việc này và cùng lúc làm cái việc kia, nhân dịp việc này chúng ta cùng làm việc kia. Thế thì bây giờ cái chữ này nó xuất phát từ chữ gì? À, trước tiên mình sẽ nói về bộ bát này đúng không? Bộ bát này thể hiện những cái, thứ nhất thể hiện số 8 và thể hiện những cái hai việc cùng lúc, hai việc song song, thì nó mang đúng cái ý nghĩa của chữ này đúng không? Thế bây giờ nhá, chữ này nếu mà mình cũng đã từng tra cứu rồi đúng không? Thì chữ này nó xuất phát từ cái chữ này này. Xuất phát từ, không phải xuất phát từ chữ này mà là nó vốn là ghép của hai cái từ. Bởi vì người ta tưởng cái chỗ này là tay nhá mọi người nhá. Cái chỗ này là tay, còn đây là hai cái gì nhỉ? Hai cây lúa đúng không? Thì tay người đúng không? Chỗ này là tay nhá. Cái chỗ này là hình bàn tay nhá. Tay người thì hai cái này ghép vào với nhau thì sẽ ra cái chữ này, được chưa nhỉ? Ghép vào này thì nó sẽ mất ở giữa đúng không? Tay người thì gì đây? Thì cầm hai cây lúa, tức là thể hiện những cái cùng cả hai song song nhá. Bàn tay người này cầm hai cây lúa. Mình sẽ vẽ xóa một cái nét này, các bạn nhìn rõ không? Chữ này xóa đi. Ô. Đúng không? Thì nó gần ra cái nét này. Thế đấy, đó chính là chữ gì nhỉ? Chữ kiêm của chúng ta, kiêm nhiệm đấy. Cái từ kiêm mà chính là từ kiêm nhiệm mà đồng thời cả hai đấy nhá. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào ví dụ của gì nhỉ? Của phần này. Đầu tiên này, kyo de gì nhỉ? Kyo de jiugyo watta ne. Kyo de jiugyo watta ne. Gì đây? Tanaka gì nhỉ? Tanaka kun no tanjoubi kai. Tanjoubi kai có nghĩa là tanjoubi party, né? Tanjoubi kai mo kanete. Đúng rồi. À chứ rồi, vừa nãy quên không nói âm kunomon của nó đúng không? Kanete, gì nhỉ? Kanete o iwai shimashou. O iwai shimashou. Câu này là gì đấy? Hôm nay thì gì đấy nhỉ? Vừa may hôm nay thì giờ học cũng xong rồi. Thế thì gì nhỉ? Nhân thêm cả cái dịp là gì đấy? Là buổi sinh nhật của Tanaka. Thì chúng ta hãy cùng nhau gì đây nhỉ? Cùng nhau chúc mừng đi. Tức là vừa có cái việc là gì nhỉ? Giờ học kết thúc cũng là một chuyện đáng hay chúc mừng. Bây giờ có thêm cả chuyện gì đấy nhỉ? Chuyện hôm nay là sinh nhật của Tanaka, nên là mình cũng cùng nhau gộp cả hai cái lại để chúc mừng. Tức là vừa cái này vừa cái kia, nhân dịp này nữa nhá. Hay, thế thì câu này mình sẽ dịch gọn lại nhé. Hôm nay thì giờ kết thúc và nhân thêm cả cái dịp là gì nhỉ? Sinh nhật của cậu Tanaka thì chúng ta cùng nhau chúc mừng nhé. Ok. Tiếp theo câu số 2 gì nhỉ? Chị ăn đọc không? Chữ này dễ rồi đúng không? Senshu, senshu to kochi, kochi o gì nhỉ? Ken, đúng rồi. Ken gì? Kenin, né? Kenin. Kenin suru là gì nhỉ? Kenin là gì nhỉ? Mình kiêm nhiệm.
kiêm nhiệm tức là mình đảm bảo hay là mình đảm nhận cả hai vị trí. Thứ nhất là vừa gì nhá, senshu là gì nhá, cầu thủ, và kochi, cầu thủ thì phải đi kèm với cả gì đây nhá, huấn luyện viên rồi đúng không? Kiêm nhiệm đảm nhận cả hai vị trí đó là cầu thủ và huấn luyện viên nhá. Và câu cuối cùng của trong phần này của chúng ta sẽ là gì nhá? Jido sao anito, à anito gì nhá? Ken gì bây giờ? Ken. Nó là kiêm, đọc là ken này. Được chưa nhỉ? Ken yosteru là gì nhỉ? Dùng chung. Từ ken yosteru, bạn nào mà tra từ điển sẽ có nghĩa là dùng chung một cái gì đó với cả ai đó. Thì sẽ là gì nhỉ? Dùng chung cái jidosha, nghĩa là cái xe ô tô cùng với cả ai? Cùng với cả ông anh trai nhá. Đó là từ kiêm của chúng ta. Cùng nhau điểm lại nhá. Thứ nhất là gì nhỉ? Kanete, ok. Kanete. Thứ hai là kenin. Thứ ba là kenyo, ok. Ken yosteru nhá. Hay, và chúng ta sẽ sang từ tiếp theo. Từ tiếp theo này cũng nằm trong bộ bát, cũng có nghĩa là gì nhỉ? Cũng xuất phát từ bộ bát, có nghĩa là chỉ số 8 và hai việc song song, hai việc cùng lúc. Thế bây giờ mình sẽ giải quyết cái chữ tiếp theo này nó như thế nào thì các bạn sẽ cùng nhau nhìn lên màn hình nhá. Cộng là gì mọi người nhỉ? Cộng là cùng chung đúng không nhỉ? Cộng là cùng chung thì đứng bên này nhá. Cộng là cùng chung đúng không? Cộng là cùng chung. Chúng ta có từ tomo là cùng nhau nhá. Hay là chữ cộng chúng ta có từ kêu căng này. Kyo ten này, kyo tsu ten này. Kyo tsu ten chúng ta có từ gì nhỉ? Kyo tsu ten là những cái điểm chung. Rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau viết chữ này, cùng nhau tập viết chữ này nhá. Mấy nét đây nhỉ? 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét, 6 nét. 6 nét được chưa nhỉ? 6 nét thì cái chữ này mình hiểu như này này, tưởng tượng chữ này nhá. Trên này mọi người nhìn giống hình khi mà chúng các bạn có bạn nào mà chơi trò khiêng kiệu chưa? Hai người cùng nhau khiêng kiệu đúng không? Thì thường tay hè đan nhau đúng không? Tay đan nhau. Thì bây giờ như này, bên dưới là chân nhá. Hai người đúng không? Cùng nhau, chữ cộng này nghĩa cùng nhau nhá. Nghĩa cùng nhau này. Hai người cùng nhau đan tay và gì nhỉ? Và khiêng một cái gì đó. Đó là chữ cộng của chúng ta. Bên trên giống hình tay đan không? Đấy, ok. Và chữ này thì âm cưng sẽ đọc là tomo. Tomo là cùng với, và âm on đọc chung sẽ là đọc ghép với những từ Hàn khác sẽ đọc là kyo, ok. Kyo, tomo và kyo. Ok, và chúng ta sẽ bước vào phần bài tập ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên đó là chữ gì nhỉ? Kuraku. Kuraku này nó là cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Chữ khổ và chữ lạc đúng không? Kuraku này, kuraku. Chữ khổ và chữ lạc có nghĩa là gì nhỉ? Những cái buồn vui, những cái đau khổ nhỉ? Những buồn vui, những đau khổ. Ồ, gì làm sao? Tomo ni shite. Được chưa nhỉ? Tomo ni shite gì nhỉ? Tomo ni shite kita nakama. Ờ, chết chết. Đây là nakama nhá, mọi người ghi lại cho mình nhá. Nakama. Nakama chỉ những ai bây giờ? Nakama chỉ những ai nhỉ? Nakama là chỉ những cái đứa bạn đúng không? Những cái đứa bạn thân thiết, những cái người là người đồng hành. Người đồng hành mà đã cùng nhau gì đây? Cùng nhau làm gì? Cùng nhau trải qua những cái khổ đau, những cái buồn vui trong cuộc sống. Đó là câu này nhá, chỉ một cụm danh từ. Tiếp theo, chữ cộng và chữ đồng là gì nhỉ? Kyodo. Kyodo sagyo. Ok. Kyodo sagyo. Kyodo sagyo những là gì nhỉ? Những cái công việc mà cùng nhau làm, cùng chung nhá, những công việc cùng chung. Và câu tiếp theo này. Kono eiga wa oku no hito no kyo gì nhỉ? Cộng cảm nào. Kyo kang. Được chưa? Kyo kang nhá. Kyo kang o yonda. Chúng ta một cụm nhá. Kyo kang o yobu có nghĩa là gì nhỉ? Thu hút hay là kêu gọi hay là gì nhỉ? Hay là câu này mình sẽ dịch như sau nhá. Cái bộ phim này thì nó gì đây nhỉ? Nó đã khơi gợi gì nhỉ? Yo bự là gọi đúng không? Bây giờ khơi gợi sự đồng cảm của rất là nhiều người. Okunoisto. Được chưa? Khơi gợi sự đồng cảm của rất là nhiều người. Chúng ta dịch như thế trong tiếng Việt nó sẽ hay hơn rất là nhiều đúng không? Và câu tiếp theo này. Nhìn chữ này đọc được không nhỉ? Facebook. Facebook no kyotsu. Kyotsu no. Kyotsu no yujin. Nghĩa là gì nhỉ? Những cái đứa bạn mà kyotsu là cùng chung hay những đứa bạn chung ở trên Facebook, ok? Tiếp theo, trong phần này chúng ta vẫn còn một ít phần bài tập ở đằng sau đúng không? Các bạn sẽ nhìn nhá. Hay, và trong phần này chúng ta sẽ còn hai ví dụ nữa mọi người cùng nhau đọc nhá. Từ này thì hơi đặc biệt một chút, đố bạn nào đọc được cho mình từ này đấy. Không tra từ điển mà thử đọc như nào. Đọc được không? Kyo hataraki. Không được đúng không? Thứ nhất vì chúng ta nhìn chữ này có chữ ki đây đúng không? Thì mình sẽ phải hiểu là cái chữ này sẽ đọc là hataraki.
Mà đã đọc từ Hataraki một chữ Hán thì không bao giờ cái chữ kia được dùng âm gì nhỉ? Âm Hán ghép của nó đúng không? Chúng ta sẽ đọc từ này là Thô. Thô gì nhỉ? Thô-mô. Và gì nữa? Không phải là Hataraki mà là biến âm sẽ là Bataraki. Thomo Bataraki có nghĩa là cùng nhau đi làm nhỉ? Ví dụ như là nhà có hai vợ chồng thì Thomo Bataraki hay. Và cuối cùng câu số 8, công nào công cộng nào, chữ này dễ rồi, cô kiểu rồi. Nửa đằng sau đọc nốt nào, thiết bị nào hay là gì nhỉ, những công trình nào, si xét dự. Mình sẽ hiểu cái này là si xét dự là công trình, cô kiểu là công cộng, những công trình công cộng, những công trình của nhà nước chẳng hạn, dùng chung tất cả mọi người nhá. Đó là về chữ cộng của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang từ sum, thế nhỉ? Từ sum. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ sang chữ số 9 của bài ngày hôm nay, đó là chữ sum. Và chữ sum này thì cũng chính là bước sang một bộ mới, đó là bộ nhân. Thì bộ nhân thì cũng đã quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Bộ nhân thì mình sẽ không cần phải nói nhiều nữa nhé. Nó có hai nghĩa đúng không? Thứ nhất là nó chỉ về con người, và thứ hai nó chỉ đôi chân của con người mà người ạ, mang ý nghĩa như vậy. Thế thì chữ sung này đầu tiên thì mình sẽ nhìn qua, đó là sung này có nghĩa là gì? Sung này âm cương sẽ đọc là ateru, và khi mà ghép với những từ khác nó sẽ đọc là ju nhỉ? Sung thì từ chữ Hán mình đã biết đúng không? Chúng ta sẽ có những cái từ ví dụ như là jujitsu là sung túc đầy đủ chẳng hạn đúng không? Hay là den à nó juden, juden có nghĩa là mình sạc pin. Thì ý nghĩa của nó nghĩa là làm đầy, đầy đủ, được chưa? Thì trước tiên thì mình sẽ cùng nhau nhìn qua chữ Hán nhé, để xem nó có mấy nét và cùng nhau viết nào. Một nét, hai nét, ba nét đúng không nhỉ? Bốn nét, năm nét, và đây chính là bộ nhân của mình đúng không? Bộ nhân này giống như cái chân đấy nhá, chân người. Thế thì chữ Hán này mình sẽ lý giải nó ra làm sao, các bạn sẽ cùng nhìn cho mình chữ này nhé. Các bạn còn nhớ được chữ này chữ gì không? Bạn nào mà đã từng học trong N3 của mình sẽ nhớ rất là rõ từ này, đó là sodatsu và sodateru. Sodatsu và sodateru nghĩa là nuôi lớn trưởng thành. Thì bây giờ mình tưởng tượng nhé, một người khi mà được nuôi lớn trưởng thành rồi đúng không? Một người khi mà được nuôi lớn trưởng thành, đây chữ nguyệt đúng không? Thì tháng này qua tháng khác, chữ nguyệt là tsuki là chỉ với tháng đúng không? Tháng này qua tháng khác thì cái gì? Thì làm sao đây mọi người? Thì chân nó sẽ làm sao? Nó sẽ dài ra thì chúng ta sẽ được một chữ sung, đó là chân dài ra, thì tức là người ta đầy đủ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, đó là chữ sung của chúng ta nhé. Hay, ok, ateru và ju. Ok, và đến đây chúng ta sẽ bước vào phần ví dụ của từ này. Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Đầu tiên đó là chữ gì kia? Câu đầu tiên nào? Kono okisa nara. Danh từ đúng không? Oki là tính từ duy y, bây giờ thành thêm chữ sa là độ lớn, okisa. Kono okisa nara hitori de. Chữ Hán đọc rồi gì nhỉ? Sumu niwa gì nhỉ? Chữ này ghép với nhau là đọc là gì đấy? Chữ sung nào? Jiu. Jiu và gì chữ phần nào? Jiu bừng, đúng rồi. Jiu bừng là vừa đủ, đầy đủ nhé. Với hay là nếu như mà với cái độ lớn như thế này, độ rộng như thế này thì là vừa đủ với để sống một mình. Niwa là để sống một mình. Study để sumu niwa. Ok. Câu số 2 này. Saikin zangyo ga oku. Ok. Saikin zangyo ga oku. Tiếp theo này. Shumi. Chữ này đọc là shumi đúng không? Shumi không trường âm nhá. Shumi ni, vừa nãy mình vừa mới nói chữ này đọc là gì nhỉ? Ateru, đúng rồi. Shumi ni ateru jikan ga sukunaku natta. Thứ nhất này. Zangyo là gì nhỉ? Zangyo là làm thêm ngoài giờ quá nhiều đúng không? Gần đây thì làm thêm ngoài giờ rất là nhiều, thế nên là cái gì đó sukunaku natta mọi người. Cái gì đó ít đi nhỉ? Cái jikan. Jikan làm sao? Cái từ ateru nghĩa là mình đầu tư, mình tập trung vào việc gì đó đúng không nhỉ? Đầu tư. Nên là cái thời gian mà mình đầu tư tập trung vào những cái sở thích của mình thì nó ít đi, đúng không nhỉ? À, shumi ni ateru jikan ga sukunaku natta. Ok. Tiếp theo chúng ta sang câu số 3 nhé, câu tiếp theo của phần này nhé, đó là mainichi ga gì nhỉ? Jujitsu shiteru. Vừa nãy trong phần nói về ví dụ mình cũng có nói qua từ này rồi đúng không? Chữ sung và chữ thực. Jujitsu shiteru nghĩa là đầy đủ ở nhỉ, về cả mặt vật chất lẫn tinh thần đấy chứ nhỉ? Mainichi ga jujitsu shiteru. Ok. Và cuối cùng, à câu này mình sẽ dịch là gì đây? Mỗi ngày mình cảm thấy rất là hài lòng, nó giống như kiểu từ manzoku mọi người nhá. Và cuối cùng chúng ta có từ này. Chữ này đọc là gì đây? Ketai, ketai là cái gì nhỉ? Cái điện thoại nhá. Ketai o gì nhỉ? Jiu gì bây giờ? Jiu.
Juden, chữ đằng sau quen rồi đúng không? Juden suru, đúng không? Kê tải ở juden suru. Juden suru sẽ có nghĩa là mình làm đầy điện, tức là mình sạc pin điện thoại nhé. Kê tải ở juden suru. Ok, thì đó là chữ sung đầu tiên trong bộ nhân của chúng ta. Chúng ta sang tiếp thử từ thứ hai trong bộ nhân của bài này hôm nay nhé. Đây là chữ đảng đúng không? À, chữ đảng thì vừa nãy trong khi mà nói về chữ gì nhỉ, khi mà dạy về chữ dự và chữ giữ ấy, thì mình cũng nói qua chữ đảng này đúng không? Yoto với Yato. Thì đảng này thì dễ rồi, đảng này nói về những cái đảng phái chính đảng đấy nhỉ, đảng phái chính đảng. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua xem là chữ này không có âm cưng và gì nhỉ, nó có một âm duy nhất khi mà ghép vào những từ khác đọc là tô, tô nghĩa là đảng nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau tập viết chữ Hán nào. Một nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét. Ok, giống như cái mũ trên đầu đúng không? Tiếp theo này, bên dưới là cái từ gì mà chúng ta rất quen thuộc rồi nhỉ? Đó là ông anh trai, Ani, Onisan. Ok, thế thì từ này thì mình sẽ giải thích rất là dễ thôi. Tôi có ông anh trai làm trong đảng phái. Đấy nhỉ, tôi có ông anh trai làm trong đảng phái. Và trên đầu thì lúc nào cũng đội mũ gì đây? Đội mũ quan chẳng hạn đúng không? Ok, đó là ông anh trai làm trong đảng phái, lúc nào cũng đội mũ quan trên đầu. Ok, đó là chữ đảng của chúng ta nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần bài tập của nó xem là có những cái từ gì mà mình sẽ cần phải học trong cái từ này nhé. Thứ nhất, đây là chữ chính. Chính ngày xưa học từ N4 rồi nhỉ, đúng nhỉ? À, chính trị đúng không? Thì đọc là gì nhỉ? C gì bây giờ? À, thì nên này hơi khó nhìn đúng không nhỉ? Đây là gì nhỉ? C gì nhỉ? C. C vừa nãy nói là C gì nhỉ? C tô, đúng rồi, C tô. C tô nghĩa là chính đảng, đấy nhỉ, chính đảng. Tiếp theo, từ số 3, số 4 thì từ này mình cũng vừa mới nói ở khi mà dạy về chữ dự này đúng không các bạn nhớ không? Thế đọc là gì nhỉ? Chữ dã nào? Yato, Yato là những đảng đối lập, những cái đảng mà không phải là đảng cầm quyền. Còn ngược lại với nó chúng ta có từ Yoto, Yoto chính là đảng cầm quyền. Yato wa Yoto no seisaku o hihan shita. Chúng ta có từ mới hihan shita. Không phải từ mới, bạn nào mà chăm chỉ học từ vựng sẽ không bao giờ thấy có từ gì là từ mới cả đúng không? Nhưng mà với bạn nào mà chưa biết thì thông qua việc học chữ Hán chúng ta nhớ để nạp thêm cho mình thật là nhiều từ mới hàng ngày thông qua những ví dụ như này nhá. Chủ ngữ là Yato là những cái đảng đối lập, thì làm sao? Hihang là phê phán. Phê phán cái gì? Phê phán những cái chính sách của gì? Của Yoto, của gì nhỉ? Của những của đảng cầm quyền. Đó, đây là một hiện tượng rất là xảy ra rất là thường xuyên xảy ra trong một đất nước khi mà có nhiều đảng phái đúng không? Bọn đảng đối lập thì bao giờ nó cũng sẽ phê phán đúng không? Tiếp theo, trong phần này thì chúng ta sẽ còn hai ví dụ ở góc bên cạnh nữa và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá. Ví dụ thứ tiếp theo là gì nhỉ? Chữ này là gì nhỉ? Hai dự là vào đúng không? Vào gì bây giờ? Có một âm đọc duy nhất là vào đà. Thô nhĩ hai dự. Và cuối cùng này, iken no thai dít chữ đệ, chứ đọc là thai dít chữ đúng không nào? Đấy, thông qua việc học như này chúng ta sẽ học được rất là nhiều những cái từ vựng đã học đúng không nhỉ? Iken no thai dít chữ đế gì nhỉ? Chữ này là gì nhỉ? Hanareru đúng không mọi người? Đúng không? Chữ này nếu mà đứng một mình sẽ đọc là hanareru nhá, là rời bỏ, rời đi đúng không? Hay chúng ta gặp từ này trong từ đi công chẳng hạn, đi công là ly hôn nhá. Ly. Thế là đi bây giờ đọc là đi. Ok? Ri, ri gì nhỉ? Rito suru. Ok nhỉ? Rito suru nghĩa là rời đà. Ly đà đúng không? Vì gì đấy? Vì thai là đối lập. Đối lập về cái gì? Về ý kiến. Vì đối lập với mặt ý kiến nên là tôi đã gì nhỉ? Đã quyết định rời đảng. Tôi sẽ rời đảng nhá. Dito suru. Ok. Hay, và chúng ta đã kết thúc từ cuối cùng hay là từ số 2, từ đảng trong bộ nhân này đúng không? Hay, và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của bài 1 ngày hôm nay nhá. Đó là những chữ Hán nằm trong bộ lực. Ok, những chữ Hán nằm trong bộ lực.